Rồi xin chào tất cả anh em theo dõi kênh Trang Mộc nhé. Hôm nay thì đi xem một nếp nhà ba gian hai trái phun nghiến hết anh em, toàn bộ là bằng gỗ nghiến hết. Nhìn cũ cũ bẩn bẩn thế này thôi nhưng mà nó là gỗ nghiến thì nó là hàng đỉnh cao rồi. Đấy. Toàn bộ nghiến hết đây, từ xà này, những cái xà cực to luôn này. Đấy, toàn bộ này, xà này, dầm này, cột kèo. Nói chung là toàn bộ chỉ có một thứ thôi, đó là gỗ nghiến. Cứng như sắt luôn nhé. Con này dựng làm nhà mát, nhà chơi, nhà kiểu đơn giản thì cực đẹp luôn. Bộ khung là phun nghiến luôn. Đấy, 5 gian. Tổng của nó là sẽ là 3 gian và 2 cái gian trái này nữa. Đấy, 3 gian chính này mỗi gian là 2m6 tim cột. Còn 2 cái gian trái này của nó thì là 2m1 cộng với cả cái đầu 7 đua ra 50 phân thì cũng bằng 2m6. Lòng nhà ở trong này là 5m rưỡi cộng với cả hiên là 1m6 nữa. Cộng với cả cái hậu ở đằng sau đua ra là 50 phân. Đây, những cái cột bằng gỗ nghiến cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Toàn bộ cái nhà này chỉ có bằng gỗ nghiến không thôi. Đây. Cột này vanh 70, cao 4m. Tổng là 28 cột các bạn ạ. Tổng là 28 cột. Trên chỗ cái mái trái này có thể là làm hai cái gác xếp để đồ được. Còn hai cái phòng này có thể chia mà hai phòng ngủ. Tính cái phòng ngủ này thì nó không được rộng lắm đâu. 2m1, 2m1 nhân với cả 5m thì được 10m2. Gọi là phòng ngủ tạm. Thì ở trên cái phòng ngủ này có thể mình làm cái trần thì sẽ làm được một cái gác xếp để đồ và hai phòng ngủ, còn lại để chia làm 3 gian phòng khách. Toàn bộ khung gọng bằng gỗ nghiền hết các bác nhỉ, không lẫn bất kỳ một cái gì cả. Đấy, phun nghiền hết luôn, tất cả bằng gỗ nghiền hết luôn. Đây. Nhìn thế này thôi nhưng mà nó bền lắm. Này là đánh sơn xịt PU ra là đẹp lắm đấy. Toàn bộ bằng nghiền hết luôn. Đấy. Nghiến sâu gióm lên biết ngay, nhìn này thôi nhưng mà chắc lắm, gỗ sẽ là như mới luôn. Đấy. 3 gian hai trái, cột cũng cao, dạ tàu hiên này là trước là cũng cao này, theo mình thấy là cũng cao này. Đấy. từ cái vách trước này ra đến cái vách sau này là được là 5m rưỡi, thì từ cái vách sau này ra đến hết giọt danh của nó còn 50 phân nữa các bác nhé, là thành 6m đấy. Nếu như mà xây đẩy kịch tường ra ngoài thì sẽ là 6m. Còn nếu mà để tường vào cái vách này như hiện tại của người ta thì sẽ là 5m rưỡi. Toàn nghiến là nghiến hết, không lẫn cái gì, cột cực đẹp luôn. Cột tròn, cột tròn cực đẹp luôn. Cái này mà người ta đang để nhiều đồ quá, bởi vì là vừa xây cái nhà xây ở bên cạnh kia thì cái nhà chuyển hết cái đồ đạc linh tinh lủng củng ra đây, thế là để rất nhiều đồ. Thì căn này mà anh em cứ hoành dui bào trà lắp dựng sơn xịt lại mà ở căn này thì cũng rất là đẹp. Đấy, 3 gian hai mái trái các bác nhé, toàn bộ khung là phun nghiến hết luôn, cực đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn những cái cây cột. Đấy, cột như sắt luôn. Cái loại này thì ở cái biết đến bao giờ nó mới xi nhê. Tất nhiên nó cũng có một số cái cột hơi bị lẹm lẹm như này nhưng mà không đáng kể. Buồng lên, buồng những cái cột nghiến này. Loại này này quá đỉnh luôn. Đấy, bác nhìn nhà rộng lắm, nhìn bên trong sử dụng rất rộng luôn.